Hello, chào mừng quay trở lại với Ồ, trận đấu có Tùng và đến với đúng một dàn vậy, đường vì trên sao của quá Suchabang. Ngày hay hôm nay quá tiếp chứ tục là một màn đánh tứ mới Nafri, kèo đấu giữa Nafri cùng với lại Darius được anh em tự nha. tin Và để hỏi như xem là thế kèo này là sao chúng ta sẽ xử lý như nào chính nào. hỏi như thế Go. là Ok, cậu Ngọc này anh em ơi. Đây là một giáo án smurf rank anh em nhá. Ngọc Thiên Thạch Bí Ẩn đánh cùng với Darius, đánh cấu rỉa thôi. Chất tướng Nafri thì mình đã phân tích ở clip trước rồi, nó là chất tướng sát thủ, đánh cùng với đấu sĩ thì gặp rất nhiều khó khăn. Và để xem sao chúng ta sẽ xử lý kèo này như thế nào nhá. Ngọc Thiên Thạch Bí sao Ẩn mà để nó cấu hay rỉa chứ thế không ạ? phải Tự là nhiên chinh nó phục được Onin, chảo vì mà. Onin với Darius 5 stack thì chịu không nổi. Mức rank kim cương. Chảo chí Có một vài người lục bảo. Darius tất nhiên sẽ là tốc biến cùng với tốc hành rồi, sao chúng ta sẽ là tốc biến và thiếu đốt. Yo. có thể lá trở thả, Khởi đầu lá kiếm trở Doran thả. cùng với một bình máu tới từ sao cho mừng. Ta bây giờ Kèo bán này đảm mình đã từng bảo đánh kèo ngược rồi anh em ạ, đánh Darius cùng với Nafri. Thì chất tướng Darius Onin rất là mạnh và Nafri thì nó sẽ cấu rỉa khá là khó chịu, nhưng mà đầu trận thì nó gần như không có áp lực quá nhiều. Mà con tướng lên level 6 mà nó trên cơ được thì ôi dồi, bên kia 5 cái tốc hành ạ, vãi ạ. 5 cái tốc hành ạ. What? Sự khó chịu của Nafri này là khi mà nó all in ở dạng chiêu cuối với W á, thì nó có rất là nhiều con sói nhỏ và nó dễ làm Darius bị miss những đòn đánh tay vào những con sói nhỏ, đặc biệt là các bạn đứt nhầm vào sói nhỏ là mất một stack nội tại này, mất thêm cả cái làm chậm này, mất thêm sát thương này. Thế nên là kèo này con Darius đánh cũng cần phải hết sức cẩn thận, và cấp 1 thì Salad lên khu vực trên để tìm kiếm Darius nhằm đánh chặn một tình huống Darius sẽ chặn lính ở cấp độ 1, nhưng mà đối phương thì không làm như vậy. Đây là con tướng mà như mình đã phân tích ở clip trước thì nó snowball rất là mạnh, khi nó có lợi thế, khi mà nó trên cơ được ạ, thì nó sắp sát thương rất là ghê và nó có khả năng bắt lẻ vô cùng bá đạo. Nó là con tướng bắt lẻ cực kỳ tốt trong dàn sát thủ hiện tại. Nó có thể giống như là một con Rengar, cũng có khả năng bắt lẻ ở một cự ly xa. Và cái khả năng Odin của nó thì cực kỳ khó để cản. Cấp 1 thì Darius lao lên để chặn lính và ăn ngay lập tức hai cú quy của Sochamon. Để xem Darius khởi đầu bằng khiên hay là bằng kiếm anh em nhé. Kiếm Doran. Nhưng quyết định là không chặn 6 lính tới từ Darius. Thế này thì cứ mổ quy cấu rỉa thôi anh em ơi. Có thiên thạch. Sát thương là cực nhiều với hai lần quy liên tục của Sochamon. Darius tính ra là ăn 4 cú quy liên tục rồi anh em ạ. Lúc này thì Darius mất 300 máu và chỉ còn lại khoảng chừng 400 máu mà thôi. Nâng quy cấp 1 nhưng mà quy trượt. Và con tướng này là con tướng mà những con sói nhỏ nó sẽ giúp cho lát hit rất là tốt. Là đi đường cứ farm và chờ trang bị thôi anh em ơi. Darius thậm chí đã phải bấm bình rồi. Một pha quy rìa tới từ Darius. Sao cho mình đẩy quy cấu rìa và có cho mình cấp độ 2 bằng so với đường chơi đối phương. Nhưng mà tờ lính đẩy cao để xem sẽ xử lý như thế nào với việc đối phương có tốc hành. Và đối phương Odin rất mạnh anh em nhé. Cấp 2 thì cộng vào quy E. Cái E này nó vừa có sát thương mà vừa có thêm sự cơ động nữa. Lát hit vẫn chưa trượt con nào. Mặc dù là một giáo án smurf rank nhưng mà ván này lát hit cũng là tốt ha. Một pha quy cấu rỉa, sau đó thì e né quy rỉa đối phương. Đẩy quy 2 trượt mất rồi. Level 3 cho sao cho mừng. Darius đánh được cú W và sau đó thì tạm thời đang phải rút lui. Dừng thì Echo farm ở khu vực cánh dưới, sau đó thì đi bộ lên lại khu vực cánh trên. Tiếp tục quy cấu rỉa cực kỳ tốt với hai lượt quy liên tục. Lát hit thì trượt mất hai con cuối rồi. Đứng giữa có một tình huống solo kill dành cho Sylas, còn sao cho bằng thấy đối phương mất quy thì lao lên tấn công liên tục. Darius lúc này vào thế thua rồi, mất máu quá nhiều rồi, chất tướng nhỉnh hơn nhưng mà xử lý không đúng ở những cấp độ đầu và đang bị sao cho bằng đẩy trước. Echo có mặt tại khu cánh trên và dừng đối phương lộ khu đứng giữa rồi. Băng trụ được hay không đây? Một pha đẩy quy cấu gì ở tầm xa tới từ sao cho bằng nhưng mà bị trụ bắn tới 2 hit. Ai à, 2 hit đánh từ trụ hơi lỗ cho sao cho bằng cho tình huống này. Tất nhiên nếu không chịu 2 hit từ trụ đó thì có thể là solo kill cho sao cho bằng rồi. Nhưng mà Darius kể cả là sao cho mừng bị dính tới hai từ trụ vẫn đang thua máu khá nhiều, và với tình huống bấm bình của sao cho mừng thì chênh lệch máu nó có thể lên tới 200-300 máu khu đường trên. Và tất nhiên rồi, Darius khi máu yếu như vậy thì trước khi lên 5 stack sẽ bị cái áp lực thiêu đốt của sao cho mừng dứt điểm. Echo thì thấy Kane ra khu đường giữa nên là tấn công thẳng vào phần rừng bùa đỏ đối phương. Darius dính Q1, không dính Q2 nhưng mất máu vẫn là quá nhiều. Và cái quy rìa của Darius thì bị cái E con Nafri này nó cao tờ rất là dễ. Nên là kèo này Darius muốn quy rìa chúng thì... Rồi, Onin rồi, bị thiêu đốt rồi. Quy rìa hồi máu, tốc biến đánh tay và sát thương thiêu đốt chắc chắn là đủ rồi.
Một pha W quay ngược trở lại thứ tư sao cho mừng. Phía sau đang là sự xuất hiện đến từ Echo. Nhưng mà Galio đã có đủ sát thương để ít nhất gỡ được một ba gục cho phía team 2. Tên lính này thì Echo reset sẽ hơi mất thời gian đấy nha. Không sao, 1-1. Giao hung tàn và Echo reset thành công tên lính có xe to. Mà hơi khó đấy nha, tên lính phía sau nó ra đến nơi rồi. Wait top kìa bro. Ê à, để wait top vậy đi về ông ơi. Còn nguyên con xe to cho Darius kìa ông ơi. Dừng thay vì reset wait top thứ hai thì quyết định ra sông để ăn cua. Darius ra vẫn còn một wait khá to đấy nha. Không sao nhá, 1-1 và Darius không có mạng. Vẫn là một tình huống ổn cho Sochamon. Và quan trọng là cái lượng tiền cho lần về nhà đầu tiên vẫn đủ để hướng tới một cái dao hung tàn. Tầm này những tình huống đẩy quy cấu gì thì nó thốn hơn rất nhiều so với trước đấy. Kẻ này Darius quy 0-0 thì cực kỳ khó trúng. Darius cũng hết hai spell rồi anh em nhé. Tiếp tục thảy quy cấu gì và ăn lính từ xa. Sau đó e chạy, đối phương có giày 1. Sức sát thương đến từ Darius sẽ không phải là quá đáng kể. Và tốc độ di chuyển của giày 1 cũng không đủ để tiếp cận. Kéo e trượt và bây giờ như một con rip rồi. Đối phương có được hai mảnh của giày thép gai cùng với bình thuốc tái sử dụng. Nhưng mà đối phương đang hơn cấp độ anh em nhé. Vì tình huống quay lính mà Echo để lại nó khiến cho Darius vẫn có được lượng kinh nghiệm tương đối. Tiếp tục thảy quy cấu rỉa và quy 2 lượt trúng. Lượt sát thương tới từ quy 2 sẽ là một lượng sát thương sốc khá đáng kể. Và Darius lúc này còn lại 1/2 cây máu mà thôi. Với một con Darius không có phép bổ trợ tốc biến cùng với tốc hành thì rất khó để chạm vào người Nafri. Cánh dưới tạm ổn ha. Kai'Sa có một tình huống được hỗ trợ bởi Echo và có mạng của Zerat. Darius cố gắng để lao lên ăn cho mình con xe to và có cho mình cấp độ 6. Sao cho mừng thì vừa mất cho mình đó là kỹ năng E và đang phải thả diều. Darius có thể kéo E được hay không? Kéo E trượt, dính Q 2 lượt, đánh tay W. E outplay Q rìa và đánh tay W dứt điểm. Solo kill cho Sao cho mừng. Lợi thế cấp 6 nhưng Darius rõ ràng là đã có một tình huống xử lý quá vội với tình huống E hơi sớm. Và khi E fail thì rõ ràng là lợi thế cấp độ nó cũng không bù lại được cái sự tù túng của một con Darius không còn phép bổ trợ. Oh. Outplay rất đơn giản. Vì sao cho mình cũng quá hiểu chất tướng Darius như thế nào rồi. Level 5 solo kill level 6 có cho mình khiên trụ đầu tiên và sau đó sẽ về nhà với 1.000 tiền hơn. Đứng giữa Sylas tiếp tục có solo kill. Oh, mid đánh hay quá. Mid 2-0-0 rồi. Về nhà mua mảnh thứ hai Nguyệt Đao hay Trăng đây không? Mua hai trường kiếm cùng với giày thường và tái sử dụng chứ không phải là cái bố trí câu phiêu. Lợi thế khu đường chơi bắt đầu được hình thành dành cho con Nafri của Sao Cho Mừng rồi. Thời điểm này thì đối phương đã hồi lại phép bổ trợ tốc hành rồi anh em nhé. Chưa, có khoảng chừng vài chục giây nữa. Nhưng mà cái tên này thì đối phương có thể sẽ hồi lại rồi. Nhưng tất nhiên Sao Cho Mừng sẽ có thiêu đốt bao giờ cũng sẽ hồi sớm hơn so với cái tốc hành của đối phương. 30 giây. Tiếp tục thải quy cấu rỉa thôi anh em ơi. Kèo này thì cứ đánh cấu rỉa cho tới mức mà đối phương yếu máu rồi mình go in. Darius đang cố gắng quy và đẩy đường nhằm reset tân lính. Trong lúc đó thì Sao Cho Mừng sẽ cố gắng cấu rỉa ngược trở lại. Đau nhà, sát thương đau nhà. Nhưng hiện tại thì Sao Cho Mừng đang hơi ít tầm nhìn một chút ở tại khu cánh trên. Dừng đối phương thì là một con kên. Quy check bụi. Dừng đối phương là một con kên thì thật để ô đối phương tốc hành Onin luôn rồi. Bật luôn chiêu cuối tới từ Sao Cho Mừng. Đối phương quy gì bị né và sau đó thì tiếp tục có Galio xuất hiện thiêu đốt mổ quy. Sát thương liệu rằng có đủ hay không đây. Dính 5 stack nội tại của Darius và Galio lên một cách quá bất ngờ. Khiến Sao Cho Mừng lên bảng. Và lần này thì Darius đã gỡ được một mana cục rồi. Ây à. Nếu như 1-1 pha vừa rồi mình không nghĩ là con Darius đủ sát thương để giết Sao Cho Mừng. Và thậm chí nó sẽ bị giết ngược trở lại với lượng sát thương của con Nafri có thiêu đốt như vậy. Darius bắt đầu kéo người lên rồi. Hai lần di chuyển lên khu đường trên liên tục tới từ Galio. Echo có mặt ở cấp độ 6 và Darius đang nỗ lực reset way ở trạng thái không có phép bổ trợ. Đi rồi. Chắc là đi rồi. Ok. Tên lính đẹp cho Sao Cho Mừng luôn. Echo thậm chí sẽ dùng lượng giới đồng quy để tanh cái tên lính này cho Sao Cho Mừng lên pha. Ok ha. Tên lính này thì có xe to này, cứ đóng băng farm và deny kinh nghiệm đối phương thôi.
cánh dưới lại có mạng dành cho Kai'Sa nữa rồi, team đánh hay quá rồi. Và sau đó thì Rakan đã phải nằm xuống với mạng hạ gục dành cho xạ thủ đối phương. Kane cũng đã có mặt tại khu vực cánh dưới bản đồ để gỡ mạng, nhưng Kai'Sa tiếp tục có thêm một mạng nữa. Quay trở lại kèo đấu khu đứng trên lúc này thì mình nghĩ là Darius nó sẽ hơi khó để đánh kèo này vì không có tốc hành nữa. Cả hai bên đều có tốc biến nhưng mà dừng đối phương vượt lộ cánh dưới như vậy thì Darius sẽ không dám đánh quá hổ báo, và chưa kể cái tân lính này thì nó sẽ đẩy người trở lại thôi, và cái tín hiệu echo với an sứ giả cũng sẽ khiến Darius rén hơn rất nhiều. Khá thú vị khi mà thấy một đội hình có tới 5 cái tốc hành của bên phía team 2. Hai cú quy trượt liên tục của Sachemon rồi, thôi đẩy đường ha. Đẩy đường di chuyển vào hỗ trợ Echo trong việc cướp rừng bùa đỏ của con Kane phía bên kia, nhưng mà Echo quyết định rút lui rồi. Thảy quy cấu rỉa và né quy rỉa đến từ Darius. Sau đó di chuyển cắm mắt bụi cỏ chạc 3 vì rừng đối phương vừa lộ cánh trên. Darius lên rất nhiều giáp anh em ạ. Dùng quy cấu rỉa và dùng E apply quy rỉa đối phương ha. Nhưng mà trong lúc không có E quy thì đánh cẩn thận thôi. Nafri thì nó không phải là một chất tướng thời điểm này Onin đủ khỏe trước con Darius phía bên kia, nhưng mà cứ cấu gì liên tục như vậy Darius sẽ phải sống như thế nào đây. Cố gắng thảy quy ăn xe và ngay lập tức ăn hai lượt quy của Sachemon, mất máu rất nhiều. Darius 129 giáp nhưng mà vẫn đang bị cấu gì liên tục. Và nếu như không có dừng lên thì kèo này vẫn là kèo quá khó cho Darius tại thời điểm này. Thời điểm này thì mình nghĩ là không có nhiều con sát thủ đi top được đâu anh em ạ. Nhưng mà Nafri lại là một chất tướng đi top khá ổn đấy ha. Đứng giữa đang có những tướng giao tranh và Kane đã hóa hình thành một con Kane Darkin rồi. Cấu gì ạ? Một tình huống kéo E đối phương vào trong trụ tới từ Darius, nhưng kể cả là có hit đánh từ trụ thì Darius vẫn không có cơ sở để Onin với tốc biến. Với ngưỡng máu này đổi một hồi là con Nafri Onin chết đấy nha. Bấm B về kiểu gì đây? Tung chiêu cuối, W thiêu đốt mổ Q, E outplay Q gì và sau đó thì solo kill cho Sachemon. Nhưng mình đã nói thì kèo này khi mà nó đã có một kèo nào cũng vậy. Khi con Nafri đã trên cơ rồi thì nó xử lý cái kèo cực kỳ dễ. Với những tình huống RW ở một cự ly xa và nó sốc sát thương thì các bạn nhìn thấy có tên 4-5 con sói nhỏ ở đây. Lượng sát thương của nó đi kèm với những pha băng vào của Nafri là quá lớn và Darius đi rồi. Mặc dù mua toàn là đồ tanh đánh rất là an toàn nhưng vẫn bị solo kill. Cánh dưới thì Kane đổi mạng cùng với Kai'Sa. Sẽ là một lớp khiên trụ nữa dành cho Sachemon với tân lính có xe to và sau đó sẽ về nhà đóng cho mình Nguyệt Đao. Và bộ trang bị của Nafri sẽ là Nguyệt Đao cùng với Dìu Đen. Hai món trang bị giúp Sachemon có được một lượng hồi chiêu, lượng sát thương rất đáng kể. Và cái nội tại của hai trang bị này thì mình đã phân tích ở clip trước rồi. Ây da, bị cản bấm B về với đối phương tốc hành Onin rồi, thôi xong rồi. Khó rồi, phải dùng cái flash để né cái E nha. Đối phương kéo E vào những con sói nhỏ rồi. Dùng W tính tiếp cận lính nhưng bị cản lại và xong đi rồi. Con lính nó cản bấm B về ạ. Ây da. Rồi, Nguyệt Đao cùng với Cao Phiêu để hướng tới Dìu Đen đồ 2. Khi mà bạn quy trúng thì nó kích Nguyệt Đao ngay. Lượng sát thương tới từ quy cùng với sói nó sẽ kích Nguyệt Đao ngay lập tức dành cho Sachemon. Nó gia tăng thêm khả năng chơi hit tầm gần cùng với gia tăng thêm sự cơ động dành cho Nafri. Còn cái Dìu Đen thì bạn quy trúng sói cắn nó trừ giáp rất nhanh anh em ạ. Thế nên là hai món trang bị thường xuyên được ưu tiên hướng tới đầu tiên của những người chơi Nafri. Những món trang bị có những cái hiệu ứng kích hoạt nó rất lợi hại nhưng lại được kích hoạt quá dễ bởi một con Nafri. Pha này tân lính khu đứng trên thì Darius sau khi solo kill đã reset xong rồi, chắc là đối phương sẽ về thôi. Bấm B về hơi ẩu và bị lính cản và sau đó thì bị mất một mạng vào tay con Darius phía bên kia. Nhưng mà Darius vừa rồi đã mất tốc hành rồi anh em nhá. Vẫn đang là một ván đấu farm rất tốt tới từ Sachemon. Darius cấp độ 9 di chuyển ra. Kích Nguyệt Đao liền anh em thấy không? Quy một phát là kích Nguyệt Đao liền luôn. Galio có mặt và đốt tốc hành luôn đến từ vị trí của Galio để nối W ạ. Căng vậy. Sachemon đã phải tốc biến để né tình huống lá chắn Duran của đối phương. Pha này thì cố gắng thảy quy ăn lính và cấu rỉa tầm xa nhưng mà nó trượt hết rồi. Đường giữa thì đó là một pha ganh tới từ Kane. Darius di chuyển cắm mắt và Sachemon lại tiếp tục đi bộ theo mổ quy tiếp. Giữ cái E lại anh em nhá. Kèo này đánh không E láo được đâu. Quy kích Nguyệt Đao nhưng Quy 2 trượt mất rồi.
Không sao đâu các bạn, Quy giờ thời điểm này hồi rất nhanh với tình huống chiêu cuối. Thầy Quy trượt rồi, sau đó thì bị kéo E và W vào trăng. Quy 2 trúng rồi, sói cắn rất đau rồi. W vào, và sau đó thì thiêu đốt. E lên né Quy rìa, mổ Quy liên tục, đối phương phát đi, mổ Quy 2. Solo kill cho sao cho mừng, ok chưa? Mặc dù không có tốc biến nhưng mà lại có một tình huống dồn sát thương quá đau. Và Darius thời điểm này thì bất lực rồi. Tận 6 con sói nhỏ. Sát thương của nó là rất lớn. Và Darius mặc dù flat đi nhưng mà vẫn còn cú Q2 rất điểm tầm xa tới từ sao cho mừng. Và cái trụ này liệu rằng nó có tồn tại được hay không đây? Thời điểm này thì không cần khiên trụ nữa. Trụ một tòa bản đồ cũng đã thuộc về bên phía của team 2 tại khu đường dưới rồi. Và cánh dưới lúc này thì đang có vẻ gặp khó đến từ Kai'Sa khi mà Kane bắt đầu hóa hình và đi ganh rát hơn. Với dạng Darkin. Có trụ. Reset nhanh tân lính bằng những cú quy dọc đợt lính và sau đó thì bấm B về với 1.500 tiền. Còn bãi người đá, fan thêm anh em ơi. Lúc này về thì cũng chưa đủ tiền dù đen. Nhưng ở lại khu đứng trên liệu rằng có cơ sở để giết Darius hay không, nó không còn tốc biến này. Echo đang ở khá gần này. Vẫn farm bãi người đá trước và sau đó thì lao ra cấu diệt trước. Thảy quy một trúng rồi. Quy 2 trượt. Kane cũng đã có mặt và Echo kích nội tại và sau đó có rút lui mà thôi. Tiếp tục bổ quy tầm xa của Sao Cho Mừng và đó là một pha Echo không rờ kịp. Không rờ kịp tới từ Echo vì dính CC tới từ Kane với cú hất tung của tình huống W. Kane này nó hóa Darkin rồi. Và đây là tình huống có một sự xuất hiện tới từ Rakan. Rờ đứt thẳng vào tấn công, đối phương vẫn còn rờ để câu thêm thời gian và hồi máu lại. Hết rờ thì Kane bị dính mê hoặc cố gắng tốc hành lao lên tấn công đối phương đấy từ vị trí của Kane và Kane rất trâu. Hất tung tốt tới từ Kane, sao cho mừng tiếp tục mổ quy E và có mạng, kích nguyệt đao cố gắng rút lùi. Né kỹ năng định hướng rất tốt và sói nhỏ đã cản tình huống làm choáng tới từ vị trí của Zerat. Sao cho mừng quy 2 lượt trúng và Eryu mất máu cực nhiều rồi. Sau đó sẽ là tình huống E lên, hỗ trợ Sylas lấy cho mình mạng hạ gục của Eryu. Galio xuất hiện nhưng mà Galio liệu rằng có đủ khả năng tiếp cận hay không đây. Đồ vương hồi máu lại sao cho mừng E và Galio vẫn có đủ sát thương để lấy mạng của Sylas. Những kỹ năng định hướng của Eryu hay là Zerat gặp những con sói nhỏ nó gặp rất nhiều vấn đề và E qua tường chạy được hay không? E qua tường chạy được và Darius kích tốc hành nhưng mà không có tốc biến. Quy kích nguyệt đao kích tốc ra về một cách đơn giản và Darius đang là người bị kẹt lại. Lướt đai tên lửa kích thành công nội tại tốc biến né Quy gì không cho đối phương hồi máu. Echo vẫn còn một cú R, W vào, Quy và E sau đó thì tiếp tục Quy tiếp từ nhà đến trường và double kill cho Sao Cho Mừng. Shut down thành công đứng giữa đối phương này thì ganh khu đứng trên hơi nhiều nha. 3.300 tiền quá giàu rồi. Về nhà đã có luôn cho mình dìu đen ở món trang bị thứ hai cùng với đó là một cái cung xanh nhằm hướng tới thương phục hận ở món trang bị thứ ba. Những tình huống xử lý Nafri của Sao Cho Mừng dạo gần đây thì bắt đầu mượt. Mấy hôm trước thì còn gọi là test tướng, còn gọi là xử lý nó hơi cồng kềnh một chút nhưng mà thời điểm này thì bắt đầu xử lý con tướng như kiểu là ban charm rồi. Di chuyển thẳng xuống khu cánh dưới với cú đập thẳng vào Ezreal hay chăng? Kể cả là một xạ thủ cơ động như Ezreal nhưng mà con Nafri này nó đứt ở một cự ly rất xa. Vẫn về kịp tới từ Ezreal rồi. Và kể cả là Ezreal có E đi thì nó cứ E theo nó mổ Q nó đánh tay liên tục là vẫn có đam anh em nhé. Nhưng mà cái đứt bây giờ thì các bạn để ý là nó sẽ bị cản lại bởi tướng. Nếu các bạn muốn đứt vào tuyến sau đối phương thì sẽ phải là tình huống bắt lẻ. Còn nếu mà đứt khơi khơi thì rất khó tiếp cận tuyến sau. Và đây là một chất tướng tôi nghĩ là hiệu quả khi bị bắt lẻ thôi, còn đánh team fight thì nó cũng không dễ tí nào. Có máy quét tới từ Sao Cho Mừng đang đứng cam, bật máy quét lên, đang có đánh nhau rồi. Sẽ là một tình huống di chuyển hỗ trợ đồng đội giao tranh và Kane đã phải nằm xuống. Phải E sang kích RW thẳng vào hay chăng, W thẳng vào trong trụ đối phương, mổ Q và Sylas có mạng rồi. Sứ giả được triệu hồi ở tại khu đứng giữa luôn tới từ team Sao Cho Mừng khi đã bắt lẻ được hai thành viên đối phương và khu đứng trên thì Darius đang cố gắng đẩy cao. Một pha đứt thẳng vào trong trụ đối phương, mổ quy kích Việt đa sau đó E lên tiếp tục quy tiếp. Trụ đã có với tình huống sứ giả húc vào và sứ giả sẽ húc tiếp vào khu vực trụ hai đứng giữa đối phương. Đứng trên thì Darius đang tiếp tục đẩy cao và không ai về phòng ngự cả. Đồng đội đang đi ăn rồng rồi. Quyết định của Sao Cho Mừng sẽ là về phòng ngự khu đứng trên. Darius cấp độ 11 đánh cùng với Nafri cấp độ 13. Darius cắm mắt ở tại khu vực bùa xanh sau đó rút lui chứ không phải là một tiếng đẩy tiếp vì biết rằng Sao Cho Mừng đang về rồi. Mười tám mười lăm với một con Nafri 73 và đang có một lượng trang bị vô cùng khủng khiếp. Và bộ trang bị này nó mang lại một lượng điểm hồi chiêu cũng khá đáng kể anh em nhé.
63 điểm hồi chiều. Quy với E bây giờ hồi rất nhanh rồi. Giáp từ Nguyệt Đao và giáp từ chiêu cuối nữa. Nó giúp cho Nafri có khả năng ổn định rất là mạnh. Đặc biệt ở dạng xanh sao như thế này thì cái lượng sát thương sốc của Nafri đôi khi sẽ khiến đối phương bất ngờ. Darius đã có tam hợp cùng với một cái giáp cai ngục và thêm cả cái đai thanh thoát. Giáp cai ngục chắc là để đó thôi. Echo đã có một tình huống làm mềm Darius với lượng giới đồng quy làm choáng, trừng phạt làm chậm. Darius có một pha quy rìa lấy 5 stack, kéo E đánh tay và R xử lý rất tốt từ Darius rồi. Vẫn 5 stack nhưng Salad có băng trượng, sao cho băng lao vào với tình huống R đúp. Và Darius mặc dù 5 stack nhưng cũng không thể kéo theo bất kỳ một ai nữa. Lại là một tiếng Echo nằm xuống và không dùng được chiêu cuối rồi. Hơi coi thường lượng sát thương tới từ Darius. Tam hợp. Và Echo lúc này đã fit 1-3 rồi. Đã có những dấu ping vào khu hàng Baron. Đối phương có thể ăn Baron hay không đây? Tầm nhìn đang là hơi hạn chế và sao cho mọi người lập tức phải di chuyển lên. Nếu như đối phương có định ăn Baron thì mình vẫn có thể đánh được. Kể cả đối phương ăn xong thì mình vẫn có thể giao tranh được anh em nhé. Cần có người giữ chân đối phương lại để giao tranh gỡ mạng sau khi mất Baron này. Sao cho mừng đánh vòng tuyến sau và đối phương có thể đã có tầm nhìn ở đây rồi. Một pha xử lý Baron rất hay từ bên phía của team 2. Và gỡ được một con Baron với 4 búp. Khi đang ở một thế không phải là hơn so với team của Sao cho mừng. Những gì Sao cho mừng gỡ được chỉ là một cái bùa đỏ. Cùng với trụ 2 khu đứng giữa với tình huống đẩy đường của Rakan. Rồi về đóng thư phục hận và chờ xem là đối phương sẽ dùng Baron như thế nào. Còn tôi nghĩ rằng Nafri của Sao cho mừng sẽ tiếp tục đi đẩy cánh để hướng tới khả năng bắt lẻ. Tầm này solo 1-1 mình nghĩ là không ngại bất kỳ một thành viên nào của đối phương cả. Ping Salad đi chỗ khác để tôi solo cho bạn. Salad đang có định xuống tìm Darius. Nhưng là lộ rồi. Để tôi tự giết nó cũng được không? Ông xuống này nó lộ nó... Nó chạy mất tiêu sao? Sao cho mừng đang dọn lính và Darius vẫn có thể về được vì đối phương... có lẽ đang có một vài người backup phía sau. Đây, Kane đã có mặt rồi. Đối phương thấy có Salad di chuyển xuống là ngay lập tức cũng có người backup cho Darius. Pha này thì sao cho mừng mổ quy cấu gì nhưng không được. Quay lại solo Odin Trang rồi, chiêu cuối. Sau đó thì W thẳng vào đối phương kích tốc hành chạy rồi. Sao cho mừng kích được giáp Nguyệt Đao và sau đó thì E lên tiếp tục mổ quy sát thương cực nhiều tới từ những con sói nhỏ và cả thiêu đốt nữa. Tiếp tục E lên quy làm chậm tới từ thuộc hận Trang. Quy trượt mất rồi, liệu rằng có flash lên W được kịp hay không đây? Flash đứt vẫn vào, Darius flash hơi trễ bị quy làm chậm và lên bản đếm số rồi. Một mạng solo kill ở đường cánh dành cho Sao cho mừng và kể cả Darius có trâu cũng phải nằm xuống mà thôi. Căn tầm flash đứt rất hay tới từ Sao cho mừng và có được một mạng solo kill. Đường giữa giao tranh diễn ra khi mà Kai'Sa đổi mạng được với hai thành viên đối phương. Thì đây có thể là một con Baron đã không được tận dụng tốt để gỡ trụ cho bên phía của team 2 rồi. Nhưng mà quay lính thì nó chưa thuận lợi để Sao cho mừng tiếp cận trụ 2 đường dưới đối phương. Rất ngộp anh em ạ. Sự chủ động của Nafri khi mà nó xanh sao nó khiến cho đối phương gần như là không có phương án. Chỉ có cắm đầu cắm cổ chạy thôi. Sao cho mừng sẽ là người được nhường lại con bùa xanh này và về nhà với 1.000 tiền thì để xem là có nâng cấp giày 2 hay là mua sát lực tiếp đây. Rồng còn khoảng chừng 50 giây mới xuất hiện, vẫn có thời gian để Sao cho mừng có thể về nhà. Nhưng quyết định đứng lại để tìm kiếm cơ hội bắt lẻ vị trí của Galio. R có tới từ Sao cho mừng, Galio đã mất E và sau đó là Sao cho mừng chờ đối phương dọn lính bằng kỹ năng, sau đó băng thẳng vào tấn công nhưng bị CC lại băng trượng. Quy làm chậm liên tục, tiếp tục E lên. Quy hồi lại cực nhanh và tiếp tục là những lượt quy liên tục của Sao cho mừng, hai lượt quy có mạng. Và sau đó thì cố gắng dùng E để rút lui W thẳng vào Ezreal nhưng mà bị cản bởi Kane và Kane đã phải dùng chiêu cuối để câu giờ. Echo xuất hiện, Sao cho mừng cố gắng W quay ngược trở lại nhưng không được rồi, không kích kịp Việt Đao rồi. Một mạng solo kill dành cho Sao cho mừng nhưng sau đó thì là một tình huống Echo đi chung với Sao cho mừng luôn. Có mạng của Zerat nhưng mà phải nằm xuống vị trí của Echo và... quan trọng là Echo lại không dùng được chiêu cuối nữa rồi, Salad có mặt tốc biến có hay không đây? Không có tốc biến từ vị trí của Salad để tiếp cận với tình huống E2. Con rồng này thì Echo đang chơi bản đếm số nên là đánh không được nha. Chưa start rồng được nhờ PK thì PK được vì Kane đang khá yếu máu. Đối phương còn Ezreal cùng với Darius mà thôi. Zerat đã hồi sinh và đó là một pha băng vào đến từ bản năng sát thủ Kai'Sa. Sau cú bắt E2 tốt của Salad thì Kai'Sa đã dứt điểm thành công được Kane rồi. Ezreal đang phải bỏ chạy về phần sân nhà của đối phương. Và Salad đã có một tiếng QR tiếp cận.
Nhưng tại sao lại là con Kane giết con Ezreal? Lỗi hình ảnh à? Thường thì Viego nhặt xác nó cũng hiểu hình ảnh như thế chứ nhỉ? Salah copy chụp của Kane vẫn có hả ta? Đó giờ mình không để ý lắm. Con rồng này thì chắc chắn nó sẽ thuộc về team Sao Cho Mông mà thôi. Đối phương tiếp tục di chuyển ra check. Darius đang bị tấn công bởi Sao Cho Mông và hai lượt quy thôi để Darius mất trắng cây máu rồi. Kích hoạt chiêu cuối. W vào thẳng hay không? W thẳng vào Darius, mổ quy làm chậm, đối phương có băng trượng và kéo e rút lui nhưng vẫn chết. Lại là hai lượt quy rất đau đến từ Sao Cho Mông và Darius bay màu rồi. Tiếp tục e sang tìm kiếm cơ hội W nhưng mà không đủ tầm và sau đó thì đứng quy cấu rỉa, sau đó rút ra với rất nhiều sói trên người. Với 118 điểm hồi chiêu cùng với lượng sát thương này thì nó cứ quy liên tục thôi anh em. Đam rõ là rác rồi. Zerat kích hoạt chiêu cuối để tấn công nhưng mà có vẻ là rót chiêu cuối trượt hơi nhiều nên chưa đủ đam. Còn Sao Cho Mông sẽ về lại đến cánh để tiếp tục quá trình đẩy lẻ và hướng tới cấp độ 16 nha. Đường cánh thì kể cả Galio hay Darius lúc này không thể nào đẩy lẻ nổi với con Afri nữa rồi. Đẩy quá nửa sông là kiểu gì cũng bị nó Odin chết thôi anh em ạ. Cấp độ 16 đã có rồi. Để xem là đồ cuối, nhầm đồ thứ tư sẽ một cái gì. Nó có thể sẽ là một cái áo tràng bóng tối nhá. Tiếp tục bám cánh đẩy lẻ và chờ mục tiêu lớn xuất hiện. 40 giây nữa Baron sẽ xuất hiện tại cánh trên. Di chuyển quét mắt nhưng đã bị lộ vị trí rồi nha. Và đối phương không cắt cử người xuống đẩy lẻ ở tại thời điểm này được bởi vì cái thế lính vẫn là quá cao. Có lẽ Galio cùng với Darius sẽ phải đứng ở trụ 2 nếu như muốn farm lính một cách an toàn. Hoặc là chờ có người cover mới dám lên những cái turn như thế này anh em ạ. Darius đứng trên đang có định solo Odin cùng với Sylas ạ. Có Kane phía sau. Sao Cho Mông đang nhìn tình huống xem là có nên lên cánh trên hay không bởi vì thời điểm này Baron ra rồi nên nếu như không lên cánh trên đẩy tiếp khu trụ 2 đứng dưới thì kể cả đẩy xong mà teamfight thua cánh trên là có thể sẽ mất Baron. Quyết định đi chung với đồng đội rồi. Liên tục là những pha e đớp để tiếp cận giao tranh khu cánh trên bản đồ và đã có mạng dành cho Echo. Darius có mạng của Sylas trước khi nằm xuống với sát thương cuối cùng thuộc về người chơi rừng của team Sao Cho Mông. Double kill cho Echo rồi. Pha vòng sau kick R lấy tầm nhìn. Kick R lấy tầm nhìn và sẽ là một pha W thẳng vào xạ thủ đối phương. Mổ quy liên tục kích nguyệt đào giáp đến từ chiêu cuối cũng nhiều nữa. Và sau đó là mạng dành cho Sao Cho Mông rồi. Tiếp tục nhường mạng phía sau lại cho đồng đội. Và dứt điểm Ezreal nhưng mà chưa kịp làm gì thì Ezreal đã bị Kai'Sa đơm chết. Quét sạch cho team Sao Cho Mông và đây sẽ là tình huống Baron dễ dàng rồi. Sự chủ động rất cao của Nafri khi mà nó xanh và cái sức sát thương của nó thì... Các bạn nhìn vừa rồi là team bên phía team 2 còn 3 người, máu còn tương đối nhiều chứ không phải là thấp nha. Nhưng mà gần như chết sốc luôn. Baron cùng với 2001 sẽ là một tiếng bấm B về để bổ sung trang bị thứ tư dành cho Nafri của Sao Cho Mông. Áo tràng bóng tối rồi, gia tăng thêm một chút khả năng phòng ngự cho những tướng băng vào. Và đây vẫn là một trang bị sát lực anh em nhé. Đến thời điểm này thì năm cái tốc hành bên phía của team 2 cảm giác nó cũng hơi vô dụng rồi. Còn Nafri này nó có làm chậm từ thương phục hận, nó có sự cơ động đến từ E, nó có sự cơ động đến từ khả năng tiếp cận bằng W. To gan, mày to gan, mày dám đẩy đến đây, mày dám đẩy đến đây, kéo E đến từ Darius, sau đó bị sói cắn rất đau và quy rìa không được hồi máu rồi. Tốc biến chạy đi đâu, chạy đi đâu đây, chạy đi đâu đây. Solo kill cho Sao Cho Mông quá dễ rồi, Kane cũng đang có thể là mục tiêu tiếp theo được nhắm tới. Kane bỏ ngang con cóc để quăng rút lui mà thôi. Đợt lính khu đường dưới thì chưa thuận lợi để tiếp cận trụ 2 đường dưới đối phương. Nên là Sao Cho Mông phải quay lại để tiếp thôi. Trong lúc này đồng đội đang tiếp tục có định muốn giao tranh. Khu đường trên là Sylas, PK cùng với Galio và mất máu khá nhiều rồi. Và thậm chí bị Galio solo kill dưới trụ ạ. Hơi ẩu rồi. Darius sẽ hồi sinh trước so với Sylas nha. Kane đang lên cánh trên tìm kiếm Echo. Người vẫn còn chiêu cuối nhưng chỉ còn lại nửa cây máu, bắt buộc dùng chiêu cuối chạy tới Echo rồi. Nhưng mà Kane vẫn còn ở đó, Zerat vẫn còn ở đó. Echo lao vào lấy mạng của Zerat, sau đó thì có lẽ sẽ phải trả mạng cho Kane. Sao Cho Mông tiếp tục cầm Baron đẩy tiếp với nửa thời gian còn lại đến từ bộ đội Baron. Trụ này thì giải quyết nhanh thôi. Đứng trên đang tiếp tục có đánh nhau và Sao Cho Mông không màng thấy sự rồi. Tôi tiếp tục đẩy tiếp khu đường dưới và đánh nhau thì nếu như còn đánh nhau tôi sẽ lên tôi vét, còn không thì thôi, cũng không cần nữa. Hình như là có vẻ là cần Sao Cho Mông thì phải, đây rồi. Cú R và sau đó tiếp cận mổ Darius từ nhà đến trường luôn.
e né quy gì và sau đó dứt điểm Darius quá nhanh. Cái tốc độ nằm xuống của Darius là như thế nào đấy, đánh tay liên tục với sự sát thương đến từ sói nhỏ và Ezreal cùng với Darius đứng dưới trụ cũng không hề an toàn với con Nafri cầm một đống những con sói nhỏ đi theo như thế này. Vãi thật. Darius nó không yếu, nó không mỏng đến như vậy đâu anh em ơi, nhưng mà thực ra là con Nafri giờ nó nhiều đam quá rồi. Nếu các bạn dùng bộ kỹ năng mà nó không trượt như vừa rồi thì tất nhiên là kể cả một con tướng có sức chống chịu tương đối như Darius cũng đi luôn. Quá khỏe rồi. Cấp độ 18 và các bạn nhìn hồi chiêu của con Afri tại thời điểm này với bộ kỹ năng của nó hồi rất nhanh. Và đầu cuối tôi không biết là có muốn mua cái ngọn giáo Sojin hay không. Đó cũng là một trang bị giúp cho bộ kỹ năng của Afri hồi cực kỳ lỗi. 3.000 tiền hơn rồi, tầm này về muốn mua cái gì thì mua thôi. Nhưng mà nếu farm tốt con xe này thì có thể sẽ có thêm dược phẩm. Rồng đã có và thậm chí đó là linh hồn rồng lửa dành cho Nafri của Sao Trâm Âng. 600 tiền tới từ trụ 2 đường trên cũng dễ dàng thuộc về con Nafri này và cảm giác là không ai dám lên bắt nó ấy. Thời điểm này kéo người lên bắt nó thì không biết ai bắt ai đâu anh em ạ. Đối phương quyết định di chuyển ra một con Zerat để cản. Rồi, trêu người nó là cái gì đây. Một pha đứt thẳng vào và cái lượng sát thương tới từ tình huống W vừa rồi nó là như thế nào đây. Bị kéo E, bị kẹt lại trong nhà chính đối phương và có vẻ là hơi hỏng rồi. Đấm gọi là đấm cho nó tỏ rõ thái độ với thằng Zerat thôi chứ còn chơi quả vừa rồi chơi hơi lớn anh em nhé. Sojin hay là cái gì nhỉ? Hay là vũ điệu à? Vũ điệu và dược phẩm anh em nhé. Đồng đội có mạng của Darius rồi. Endgame thì chưa biết có được hay không. CC đối phương hơi nhiều nên cái giày khai sáng này thì các bạn thấy là trong thứ vừa rồi gần như là tỉnh không nổi trước lượng CC đến từ Galio phía team 2. Đồng đội đang nỗ lực kết thúc ván đấu nhưng mà Galio đang có một pha CC tốt. Echo phải dùng đồng hồ, còn chiêu cuối tới từ Echo. Trụ ở vệ chính thứ 2 được tấn công và Echo dùng luôn chiêu cuối quăng rút lui. Kane đứt hai người và sau đó thì rờ thẳng vào Kai'Sa rồi. Kai'Sa có đồng hồ. Chiêu cuối Kane gần như không có sát thương nhưng vẫn có thể quy vào W lấy mạng của xạ thủ đối phương. Và bên phía bên kia thì chiêu cuối đến từ vị trí của Kane được copy của Silas đã không mang lại mã gục và double kill cho Kane. Pha end game fail đến từ team Sao Trâm Âng rồi. Lại có đất diễn cho Nafri này rồi. Tưởng là anh em có thể end được nhưng mà anh em không end được thì lại càng hay. Để xem có Nafri full đồ thì nó còn rác cỡ nào nữa. Như tôi đã nói đây không phải là con tướng team fight khỏe anh em ạ. Nó chỉ là con tướng bắt lẻ khỏe thôi. Team fight thì nó không dễ tí nào ấy. Lần đầu tiên mình làm về giáo án Nafri là của Dopa thì ván đấy Dopa cũng nói chung là không xử lý team fight nổi đâu anh em ạ. Pha này thì sao? Di chuyển có định bắt lẻ con Kane. Ê, nhưng mà Kane bộ qua tường mất rồi. Vẫn đang có định tiếp cận và R đứt tầm rất xa hay chăng đây? Đứt thẳng vào Kane chứ không phải là Zerat. Sau đó thì E outplay kỹ năng đối phương vẫn bị hất tung, vẫn bị làm choáng. Ezreal cũng có mặt tiếp tục mổ quy, sau đó thả diều bằng E, sau đó lại tiếp tục quy tiếp. Quy và ui, lượng sát thương sốc từ quy kìa, W và thẳng Darius tấn công luôn. Và sau đó thì dùng E né quy đến từ Darius, double kill cho Sao Trâm Âng, cân 5 rồi. Rõ là cân 5, W và tấn công tiếp. Có thêm Echo xuất hiện đến từ Echo giúp Sao Trâm Âng tự tin hơn. Triple kill, quad ra kill, Peta hay không? Dịch chuyển góc đi đâu đây, W theo và Peta kill cho Sao Trâm Âng. Nãy sợ. Tình huống kết thúc ván đấu thất bại của team Sao Trâm Âng lại tạo tiền đề cho cú Peta kill này. Tôi đã nói, nó là con tướng 5 đồ và nó rất khỏe tại thời điểm này. Và vừa rồi là một tình huống mà bắt lẻ từng người một. Đối phương không đánh all-in theo dạng là cả 5 người cùng sổ vào. Và sao cho không đánh all-in theo dạng là all-in để giết 5 thành viên đối phương, mà là nhấp nhả thả diều giết từng người một, one by one. Và có cho mình cú pentakill. Khi Ksante vừa được ra mắt thì sao cho mình đã đánh Ksante khu đường trên ngay lập tức. Và gần như thành boy on trong Ksante. Ở thời điểm này Nafri mới ra mắt, test thấy có vẻ lỗi ha. quyết định không vote cho ai à? Echo thì hơi báo chút đầu trận với cái quay lính nó đóng băng hơi tệ ha. Sau đó nó chết bằng tình huống không dùng chiêu cuối liên tục đấy. Reply pha pentakill anh em ơi. Con kia này mặc dù còn nghìn mấy máu này anh em này, dính một quy cái nó chết luôn à. Quy một phát 1.000 mấy máu luôn anh em ơi. Yeah. Sát thương thì thôi rồi, con Darius này bị sói cắn kìa, chết luôn mà. W vào chơi tiếp.
quy dọc đội hình đối phương. Zerat thì chết rõ nhanh rồi. Lỗi sát thương thật đấy. Thả diều, cố gắng thả diều sang phía bãi chim để giết từng người một thôi anh em nhé. Quy lần một trúng này. Quy lần hai. Quy lần hai cái nó sốc sát thương chết luôn Kane. Đảm giác quá. Giác thật sự. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi một giao án Nafri đi tốt của Sachemeng đánh kèo với Darius. Xử lý kèo đấu rất tốt và có được cho mình một cú pentakill cuối game cực kỳ mãn nhãn với một lượng sát thương không hề nhỏ một chút xíu nào cả của một con Nafri khi đã phun đồ. Hẹn gặp lại anh em ở những giao án khác nha. Bye bye.